Hôm nay chúng ta bắt đầu với chương trình Adobe Illustrator. Thì đây là một chương trình thiết kế trên nền Vector. Đây là chương trình thiết kế trên nền Vector và giúp cho chúng ta có thể là thiết kế bất cứ một cái gì mà chúng ta mong muốn, từ vẽ, tạo thiết kế một cái icon, một cái logo, thiết kế một cái card visit, tờ rơi, tờ gấp, poster, vân vân, mọi thứ thì chúng ta đều có thể thiết kế được ở trên nền tảng Illustrator này. Do nó cùng hãng với lại các sản phẩm khác của Adobe, nếu như các bạn đã làm quen với các cái chương trình khác của Adobe như là Photoshop hoặc là InDesign thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là giao diện chung của chương trình Illustrator này thì nó cũng gần như là nó tương đồng với các chương trình kia. Cũng ở phía trên thì chúng ta sẽ có hệ thống menu, rồi các cái chế độ làm việc riêng cho từng cái công việc cụ thể. Đấy, chúng ta có thể là làm các cái công việc ví dụ như là thiết kế giao diện web này, thiết kế nặng về typography này, thiết kế in ấn này, đúng không? Có thể vẽ nếu như mà chúng ta đi theo cái ngạch là digital art, rồi cũng có thể làm các cái ấn phẩm, mặc dù thì chắc chắn nó không thể chuyên nghiệp được giống như là thằng InDesign khi mà thiết kế các cái ấn phẩm nhiều trang. Tuy nhiên là một vài cái ấn phẩm đơn giản với cái số lượng trang ít thì chúng ta cũng có thể làm được, vì Illustrator bây giờ nó cũng đã hỗ trợ cái khả năng là làm việc trên nhiều cái artboard khác nhau chứ không phải là một artboard duy nhất như ngày xưa nữa. Phần tiếp theo thì chúng ta có cái thanh option, là cái thanh nó sẽ tùy biến theo các công cụ mà chúng ta sẽ chọn và làm việc. Hộp công cụ cũng theo nguyên tắc là nằm bên trái và cũng có thể co hay duỗi, làm thành một hàng như thế này hoặc là mở ra thành hai cột. Hai cột thì có lẽ là giao diện như thế này chúng ta làm việc dễ hơn, khi mà chúng ta chọn các cái công cụ thì chúng ta không phải chọn xuống sâu quá ở bên dưới bên này. Bên phía tay phải là hệ thống Docker, nơi chứa các cái panel lệnh để giúp chúng ta truy cập sâu vào trong các cái tính năng và sâu nhất, và thiết lập những cái chi tiết cho các công cụ hoặc các lệnh khi mà chúng ta làm việc. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ vào menu file và chọn new. Chúng ta sẽ tạo ra một cái tài liệu ban đầu để bắt tay vào thiết kế. Thế thì trong này, hộp thoại khi mở ra thì nó cho chúng ta một số các tham số như sau. Đầu tiên là trường name, nơi chúng ta có thể đặt tên cho cái tài liệu của mình. Nếu mà chưa đặt tên thì mặc nhiên nó sẽ đặt tên theo cái kiểu là untitled 1, untitled 2, theo tùy theo cái số lượng lần mà chúng ta khởi tạo tài liệu. Ở phần profile thì như tôi trao đổi, chúng ta có thể là sử dụng Illustrator để làm tương đối nhiều việc khác nhau. Mặc dù cái ý tưởng ban đầu của chương trình là sinh ra là để làm các cái thiết kế thiên về in ấn. Thế thì sau đó thì người ta bắt đầu phát triển rộng ra là để có thể là sử dụng Illustrator để thiết kế về giao diện web này, rồi thiết kế các cái chương trình mà chạy ở trên các nền tảng di động này. Cũng có thể như là Illustrator cũng có thể sử dụng như là một cái công cụ hỗ trợ trong việc mà làm phim, ví dụ như là vẽ các cái hình dáng để sử dụng nó như là một cái mặt nạ để lọc ghi hình ở trên các cái chương trình xử lý làm kỹ xảo. Và cũng có thể làm các cái việc khác, nó tương đối là đa dạng. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng Illustrator thì nó ưu tiên, nó đặt sẵn cái profile là mặc định ở cái chế độ in, tại vì đấy là cái khả năng mạnh nhất của thằng Illustrator đấy, thiết kế để in ấn các ấn phẩm. Thế thì chúng ta có thể chọn hoặc là để mặc định của nó ở chế độ print này. Thế còn tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái trường nó gọi là number of artboard này. Thì trước đây thì Illustrator nó chỉ làm việc với một cái khung làm việc duy nhất, hay là chúng ta nói nôm na là
tài liệu Illustrator nó chỉ có một trang. Thế thì gần gần đây thì do cái yêu cầu của người dùng thì Illustrator cũng đã bổ sung cái khả năng là làm việc với cái dạng tài liệu có thể là xây dựng thành ra tương đối nhiều trang, và họ bổ sung cái trường number of abstract. Bắt đầu thì sẽ chỉ là một thôi, do chúng ta cũng chưa biết được là chúng ta sẽ làm việc với tài liệu bao nhiêu trang, bao nhiêu abstract, cho nên là mặc định chương trình nó sẽ để ở con số 1 này. Còn nếu như các bạn mà muốn làm việc với nhiều abstract hơn thì các bạn có thể là bấm vào cái mũi tên này để tăng số lượng lên, hoặc các bạn có thể bôi đen, các bạn gõ con số cụ thể cái số lượng abstract khi mà các bạn làm việc. Và khi mà chúng ta kích hoạt cái con số này lên trên 1 thì bắt đầu sẽ liên quan tới cái cách thức diễn giải của các abstract này, xếp theo chiều ngang hay xếp theo chiều dọc, dích dắc như thế nào. Phần spacing thì nó sẽ liên quan tới là cái khoảng cách sắp xếp giữa các abstract này nó sẽ cách nhau bao nhiêu trong cái quá trình trình bày. Cái này thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn sau một chút. Bây giờ tạm thời tôi cứ để là cái chế độ là một trang đi. Size thì đây sẽ là cái trang làm việc của chúng ta khi mà tạo ra, và chúng ta có cái chế độ mặc định thì nó để ở cái khổ là letter. Nếu mà các bạn không muốn sử dụng cái khổ này thì các bạn có thể sổ cái danh sách ra, và các bạn sẽ có một số các cái khổ tài liệu chuẩn được cung cấp sẵn ở trong danh sách. Bằng cách là chọn một cái danh sách, một cái khác ở trong danh sách thì các bạn có thể là thiết lập lại cái khuôn khổ. Thế còn trong trường hợp mà các bạn không có ưng tất cả những khổ này thì các bạn có thể gõ trực tiếp cái tham số ở trường chiều rộng và chiều cao của cái trang giấy ở đây. Đồng thời các bạn có thể thay đổi cái đơn vị đo làm sao cho nó phù hợp với lại cái thói quen làm việc của mình. Thường thì chúng ta hay tính bằng mm, đấy là trong các cái khổ thiết kế. Thì các bạn có thể là thiết lập các cái tham số đó ở các cái trường này. Và ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái trường là orientation, gồm có hai tùy chọn là khổ đứng hoặc là khổ nằm. Mặc định thì thường là nó để cho chúng ta khổ đứng, còn nếu các bạn có thiết kế một cái gì đó theo cái chuẩn khổ nằm thì các bạn chọn nút bên cạnh này. Thế còn phần bliss này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái khả năng là làm việc và thiết kế tràn hết cho đến tận sát lề, không có co vào trong một chút nào cả. Và nhìn chung ở đây thì các bạn sẽ thấy thêm một vài cái thông số nó thông báo luôn, ví dụ như là color mode là CMYK, PPI là 300. Thế này thì đây chính là những cái yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để dành cho cái tài liệu in ấn, do nó đã xác nhận được ngay ở phía trên này. Ví dụ như là chúng ta mặc định là chúng ta sẽ để ở những cái chế độ là print, hoặc là nó đã hình dung ra rằng là chúng ta thiết kế cái này là để in. Đấy, chương trình gốc là như thế. Do đó thì chúng ta đã được thiết lập sẵn cái này để đảm bảo rằng là thiết kế xong một cái là chúng ta sẽ đáp ứng được các cái yêu cầu về in ấn. Sau khi thiết lập xong một số các cái tùy chọn này thì các bạn nhấp OK để bắt đầu vào làm việc ở trên cái trang tài liệu mà các bạn vừa mới tạo. Thế thì khi mà màn hình mở ra, sau khi mà chúng ta tạo cái trang tài liệu thì chúng ta sẽ thấy một cái khu vực là màu trắng hình chữ nhật. Đấy chính là cái trang tài liệu mà chúng ta sẽ làm việc. Còn khu vực xung quanh giống như cái mặt bàn nơi chúng ta đặt các cái trang giấy để chúng ta thao tác. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một vài cái thao tác làm quen ban đầu. Trước hết là chúng ta nói về cái trang giấy. Thì trang giấy này tại sao lại phải có trang giấy, và có phải chúng ta buộc lòng là phải vẽ, phải tạo, phải viết vào trong cái khu vực trang giấy này hay không? Thực tế thì cũng không hẳn là như thế. Các bạn có thể là viết, có thể là tạo, có thể là làm bất cứ cái gì ở trong khu vực trang giấy hoặc bên ngoài đều được. Đấy, tuy nhiên là trang giấy này là nó để xác nhận luôn về cái khổ in của chúng ta, khổ thành phẩm của chúng ta sau khi mà chúng ta thiết kế xong và chúng ta in. Do đó thì nếu như một đối tượng của chúng ta mà nó lại nằm ở trong trang giấy thì đương nhiên nó sẽ được phép in ra và nó có mặt ở trong bản in. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta có một cái sản phẩm mà nó nằm như thế này chẳng hạn, hoặc là như thế này, thì đối tượng như thế này nó chỉ
nó chỉ xuất hiện ở trong bản in từ này thôi. Còn đối tượng này có mặt ở trên màn hình nhưng mà sẽ không có mặt ở trong cái bản in nếu mà chúng ta in ra. Và khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta cũng sẽ nắm thêm một cái yêu cầu như thế này. Ở dưới phần công cụ thì nó có hai hộp màu. Hộp màu này thì một hộp là fill là để tô bề mặt cho các cái đối tượng khi mà chúng ta vẽ, chúng ta tạo ra. Thế còn hộp thứ hai có cái hình rỗng như thế này thì là để thiết lập màu cho đường viền của đối tượng. Thế thì Illustrator thì có hai cái thuộc tính như thế, và chúng ta thiết lập màu ở ô nào là màu gì thì khi các bạn vẽ ra hoặc các bạn tạo ra một đối tượng mới thì lập tức những cái màu đó nó sẽ được tự động là đưa vào trong cái đối tượng mà chúng ta vừa mới tạo ra. Và Illustrator thì có một cái đặc điểm hơi khác so với cái chương trình mà đối thủ của nó là Corel, đó là Illustrator nó có thể tô màu vào cho bề mặt của đối tượng, bất kể là đối tượng đó là đối tượng khép kín hay là đối tượng hở, thì một khi đã thiết lập tô màu nó sẽ tô màu vào bề mặt mà không cần phân biệt tính kín hay hở của đối tượng đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm quen bằng cách là tạo ra một vài cái đối tượng cơ bản ở trong Illustrator. Thì những cái đối tượng này thì nó sẽ nằm thành một nhóm như sau. Chúng ta có các cái nhóm công cụ để tạo hình hình học cơ bản. Thì trước tiên là chúng ta sẽ làm quen với công cụ Rectangle, là công cụ vẽ hình chữ nhật. Phím tắt của công cụ này là M. Khi chúng ta chọn công cụ thì chúng ta sẽ có hai cách để tạo ra đối tượng ở trong Illustrator. Thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ trực tiếp. Vẽ trực tiếp thì thao tác như sau: chúng ta chọn công cụ xong và đưa vào trang giấy. Sau đó thì các bạn muốn có màu gì thì các bạn hãy chọn lựa màu trước. Ở đây thì các bạn có thể tùy chọn là không tô màu cũng được, nhưng nếu không tô màu thì các bạn phải kích hoạt cái hộp màu này lên trước, và sau đó thì ở phía dưới các bạn chọn cho tôi cái dấu. Chúng ta có ba cái icon nằm phía dưới này: một icon là tô màu thông thường theo kiểu solid, ô thứ hai là tô màu theo kiểu tô chuyển gradient, và ô thứ ba là none. Bấm vào đây thì nó sẽ hủy bỏ cái màu tô và chúng ta vẽ ra nó sẽ chỉ có gì ạ, nó sẽ chỉ có cái khung thôi. Ví dụ đấy, tôi thiết lập màu khung là đen, là màu này là không có gì đấy. Thế còn nếu mà các bạn mà muốn một màu nào thì các bạn phải chọn trước, thì vẽ ra một cái là nó sẽ có màu ngay. Thế bây giờ sau khi mà chúng ta thiết lập xong một vài tham số liên quan tới màu đường viền hoặc màu bề mặt thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm bằng cách là trực quan hay là thủ công. Bằng cách là nhấp giữ chuột và chúng ta kéo dê nó đi thì chúng ta sẽ thấy một cái khung xanh hiện lên trong quá trình mà chúng ta di chuột như thế này. Nó đồng thời nó cũng có một cái nhãn nằm ngay bên dưới, nó thông báo cho chúng ta là cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ dài rộng bao nhiêu. Đấy. Đơn vị ở đây là point. Nếu như các bạn mà cảm thấy là không có ưng, không có quen với đơn vị này thì các bạn có thể là thiết lập lại một cái đơn vị khác bằng cách là vào phím tắt Ctrl K, hoặc các bạn có thể vào phần Edit, vào phần Preference này các bạn tìm tới cho tôi cái lệnh là lệnh Unit này. Đấy. Và các bạn chuyển cho tôi sang một cái đơn vị quen thuộc hơn, đó là đơn vị mm chẳng hạn. Sau khi mà các bạn thiết lập xong thì lúc mà các bạn vẽ ra đối tượng thì nó sẽ thông báo ngay cho các bạn về mặt kích thước. Đây, ví dụ tôi đang kéo đến đây và tôi dừng lại, tôi quan sát thì tôi thấy là đã tạo ra một cái hình có kích thước bây giờ đang là 87,72 nhân và một chiều kia là 61,5 mm ạ. Đấy, thì các bạn có thể di cho tới khi nào mà đạt được kích thước mà các bạn mong muốn thì nhả chuột ra và chúng ta sẽ có một cái đối tượng mới. Đây là cách làm việc tương đối là thủ công và trực quan bằng cách kéo chuột. Thế còn Illustrator nó cung cấp cho chúng ta một phương pháp khác, và phương pháp này thì riêng cái này thì tôi đánh giá là nó rất là chuẩn mực so với lại cái cách vẽ của Corel, đó là chúng ta kích chuột vào màn hình tại một điểm trống, và lúc này thì sẽ có một hộp thoại mở ra. Các bạn có thể nhập một cách chính xác luôn cái kích thước mà các bạn cần vào đây. Ví dụ chúng ta cần là có chiều cao là 100, cái này là 70 chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta thiết lập xong các tham số này, các bạn nhấp chuột một cái thì tại cái điểm mà chúng ta nhấp chuột nó sẽ vẽ ra luôn cho chúng ta một cái hình
có kích thước chính xác bằng luôn cái kích thước mà chúng ta yêu cầu. Đấy, thì cái điểm này là cái điểm rất là tuyệt vời của Illustrator. Thế thì đối với hình chữ nhật thì cũng chỉ cần lưu ý kỹ là hai cái cách vẽ như thế thôi, vẽ bằng cách vẽ trực tiếp hoặc là vẽ bằng cách nhập số. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta làm việc với lại phiên bản CC thì có thêm một cái yếu tố mà chúng ta cần phải trao đổi, đó là khi chúng ta vẽ xong thì ngoài hình chữ nhật thì chúng ta còn nhìn thấy là có mấy cái điểm tròn tròn xuất hiện ở đây. Đây là một tính năng mới mà Illustrator mới bổ sung cho cái đối tượng dạng hình chữ nhật như thế này. Thực ra thì đây là một thứ đã có ở Corel từ đời tạp hoánh rồi, nhưng mà Illustrator thì mãi tới phiên bản mới nhất này nó mới bổ sung, đó là cái khả năng mà điều chỉnh riêng từng góc của cái hình chữ nhật. Đấy. Khi mà chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái hình tròn ở đây và sau đó thì các bạn kéo dê chuột thì các bạn có thể là điều chỉnh để bo tròn cái góc của hình chữ nhật vào. Đấy. Và các bạn có hai cách, một là các bạn kéo trực quan, kéo trực tiếp ngay trên cái đối tượng này, hoặc nếu như mà các bạn vẽ xong thì thường là cái trường transform nó sẽ tự động nó mở ra và trong đó nó cung cấp cho các bạn các tham số về cái hình hình chữ nhật này. Đồng thời các bạn nhìn kỹ ở đây thì các bạn cũng sẽ thấy là có bốn cái trường đại diện cho bốn góc của hình chữ nhật và hiện tại thì nó đang được là xích lại với nhau. Do đó khi tôi kéo một góc thì các góc kia nó sẽ co kéo theo nhau, hoặc là tôi nhập tham số vào đây thì thay đổi tham số của một góc thì các góc còn lại sẽ cũng thay đổi theo giống nhau. Tuy nhiên nếu như mà tôi bỏ cái xích này ra thì tôi có thể là nhập riêng một cái trường này vào đây chẳng hạn. Đấy, thì các bạn thấy là một góc này được bo nhiều hơn so với các góc khác. Thì đấy là cái những cái đặc tính hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta cần lắm khi mà chúng ta làm việc với lại hình chữ nhật. Thì hình chữ nhật chỉ có từng đấy vấn đề cần phải trao đổi thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ thứ hai. Công cụ thứ hai là công cụ hình chữ nhật bo góc. Đấy. Công cụ này sẽ giúp chúng ta là vẽ ra các hình chữ nhật mà có góc bo tròn. Ở đây thì cái lý do tại sao mà thằng Illustrator nó cứ bướng bỉnh mãi, nó không chịu xử lý cái bo góc của hình chữ nhật vừa rồi ấy, tại vì nó có một cái công cụ gọi là công cụ bo góc cho hình chữ nhật đây rồi này. Đấy. Nó đã có sẵn một cái như thế rồi cho nên là nó không làm theo thằng Corel. Nhưng mà cái điểm yếu của nó chính là một khi bo là bo đều bốn góc, không can thiệp riêng từng góc như vừa nãy chúng ta trình bày. Đấy. Thế còn bây giờ thì nó đã cải tiến và nó cũng vẫn tồn tại cái công cụ vẽ hình chữ nhật bo góc đồng thời với công cụ vẽ hình chữ nhật bình thường. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta có hai cái cách chọn, nó cũng giống như hình chữ nhật thôi, vẽ trực tiếp hoặc là gì đấy ạ, kích chuột. Thế nhưng kích chuột thì các bạn thấy là nó có thêm một cái trường nữa, không phải chỉ có chiều rộng hoặc là chiều cao mà nó còn cho chúng ta thêm một cái tham số là cái góc nha, radius chính là cái tham số để chúng ta xử lý bo tròn cái góc bằng cách là nhập các tham số vào đây thì nhấp OK thì chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật bo tròn góc có kích thước giống hệt như thế. Tôi cũng nói luôn là nếu như mà các bạn không nhập các tham số vào đây nhé, nếu các bạn không nhập các tham số vào đây thì nó lấy tham số này ở đâu ra, nó sẽ lấy tham số, nó sẽ lấy tham số ở gì nhỉ, ở cái hình làm việc gần đây nhất đấy. Đây, hình làm việc gần đây nhất chính là cái hình này tôi vừa mới vẽ xong, thì nó sẽ lưu giữ cái tham số này và nó tự động nó điền vào luôn cái trường mà chúng ta đang đang có đây, và bằng cách như thế là nó sẽ vẽ lại cho chúng ta một cái hình có kích thước giống hệt như vậy. Đấy.
Thế nhưng ở đây có một cái điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng là hơi khó chịu. Ví dụ như là chúng ta vẽ. Bây giờ tôi vẽ một hình bé nhé. Đây, hình bé như thế này. Tôi vẽ một hình lớn hơn nhé. Tôi vẽ một hình lớn hơn nữa nhé. Và một hình lớn hơn nữa. Thì các bạn thấy là nó có điểm gì giống nhau ạ? Đấy, vẽ trực tiếp thì nó hơi khó chịu là cái góc luôn luôn bằng nhau, tức là nó lưu lại cái radius, coi như radius của cái phiên làm việc trước chúng ta thiết lập như thế nào thì nó sẽ giữ nguyên cái tham số đó, bất kể là các bạn vẽ bé hay vẽ to thì cái giá trị bo cho góc nó vẫn là duy nhất. Thế thì chúng ta sẽ có thêm một cái thao tác như thế này để giúp là không phải lúc nào cũng phải nhấp chuột để mà nhập tham số, mà chúng ta có thể vẽ trực tiếp luôn. Và trong cái quá trình mà chúng ta vẽ trực tiếp đó thì chúng ta sẽ gia giảm tham số cho cái hình luôn trong cái quá trình làm việc. Thì cách làm của chúng ta vừa vẽ vừa can thiệp vào các tham số như sau. Các bạn cứ nhấp chuột, các bạn vẽ cho tôi đi ra một hình như thế này, sau đó thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên phím chuột trái từ nhả chuột ra, và các bạn sẽ bấm phím mũi tên. Ở đây thì chúng ta có mũi tên lên trên hoặc xuống dưới, thì để chúng ta có thể là gia giảm cái góc theo nhà radius cho hình. Đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta vừa vẽ, chúng ta vừa có thể điều chỉnh được về cái góc bo tròn của cái hình. Tất nhiên là đây là khi mà chúng ta đã hài lòng về mặt kích thước rồi đó, thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta điều chỉnh thêm về cái giá trị của cái góc bo tròn. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái phím là sang phải và sang trái. Sang phải và sang trái thì nó sẽ giải quyết cho chúng ta là cái gì? Nó hoán đổi giữa hai cái dạng là hình chữ nhật và hình chữ nhật bo góc. Các bạn bấm sang trái là trả cái hình đang vẽ về cái hình chữ nhật. Còn nếu mà chúng ta bấm sang phía phải là chúng ta lại đưa nó về cái dạng hình chữ nhật bo tròn góc. Và tất nhiên là do cái sự cập nhật của chương trình thì các bạn cũng thấy là kể cả cái hình chữ nhật bo tròn góc này nó cũng có những cái điểm điều khiển giống như là chữ nhật để chúng ta có thể là can thiệp vào các cái giá trị của cái góc này. Thế thì như các bạn thấy là nếu như mà cái hình chữ nhật mà đã được bổ sung thêm cái thuộc tính để điều khiển các cái góc riêng này thì thực ra sự tồn tại của cái công cụ này đến phiên bản này bắt đầu trở nên thừa. Chúng ta hoàn toàn có thể là vẽ được hình chữ nhật bo góc và can thiệp riêng. Đấy, nhưng mà đối với các cái phiên bản mà thấp hơn từ CS6 trở xuống thì vẫn phải có cái này, tại vì là nó không có cái tính chất là điều khiển giống như chúng ta vừa mới làm. Đấy, chỉ có CC thì có thể bỏ hẳn được cái công cụ này đi được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm việc tiếp với lại công cụ vẽ hình ellipse. Công cụ vẽ hình ellipse thì nó giống hệt như là hình chữ nhật thôi, khác mỗi cái là về hình dáng. Cũng vẫn hai cách, một là vẽ trực tiếp, hai là nhấp chuột. Và nhấp chuột thì chúng ta chỉ có hai trường là dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Đấy, và do đó thì cái công cụ này giới thiệu rất nhanh, chỉ có hai thao tác thế này thôi. Đấy là công cụ hình ellipse. Tiếp nữa thì chúng ta có công cụ là công cụ polygon, giúp cho các bạn có thể vẽ ra các hình đa giác. Thì khi chúng ta nhấp chọn công cụ và chúng ta đưa vào trong màn hình để vẽ thì nó để mặc định cho các bạn ở cái chế độ là vẽ hình lục lăng. Nhả chuột ra, chúng ta sẽ có hình lục lăng như thế này. Còn cách thứ hai cũng lại là nhấp chuột để điền tham số. Thì ở đây chúng ta có hai cái trường, một trường là radius và một trường là size. Radius thì là nó sẽ thiết lập về cái kích thước của cái hình. Thế còn size thì nó liên quan tới số cạnh hoặc là số đỉnh của cái hình đa giác này. Và các bạn thấy là chúng ta đang có cái hình lục lăng, do đó thì size ở đây là 6. Các bạn cũng có thể là gia giảm các tham số ở đây, tăng lên ví dụ thành bát giác chẳng hạn, nhấp ok thì nó sẽ ra cái hình như yêu cầu. Tuy nhiên đối với công cụ này thì họ cũng hỗ trợ chúng ta cái cách là vừa vẽ vừa điều khiển như sau. Các bạn cứ vẽ một cách bình thường đi, thế còn trong cái quá trình đó thì các bạn có thể là nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để các bạn gia giảm các cái số cạnh của cái đối tượng này, và
Hình đa giác thì đương nhiên là cái hình mà có số cạnh bé nhất là hình tam giác rồi. Còn lớn thì là n, đúng không? Chúng ta tăng lên đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ thấy nó rất là giống hình tròn. Đấy, bằng cách vẽ ra, sau đó thì các bạn bấm phím mũi tên lên xuống để các bạn ra dạng các tham số cho các cạnh này. Thì đấy là các thao tác mà chúng ta cần nắm khi mà chúng ta làm việc với đại hình đa giác. Hình tiếp theo nữa của chúng ta là hình star. Star thì nghe tên thì chúng ta đã biết ngay nó là để vẽ hình ngôi sao rồi, và cũng có hai cái phương án để vẽ, một là vẽ trực quan, hai là chúng ta vẽ bằng cách nhấp chuột. Ngôi sao mặc định thì nó để sẵn là sao năm cánh, còn nhấp chuột vào đây thì các bạn sẽ có ba trường như sau: một trường là radius 1, trường radius 2 và point. Trong đó radius 1 thì nó sẽ điều khiển cái giá trị là ở đỉnh của các ngôi sao. Radius 2 thì nó sẽ điều khiển cái đoạn thấp ở đây. Thế còn cái point này thì nó sẽ ra dạng để tạo ra các ngôi sao có bao nhiêu cánh. Nhấp chuột chúng ta sẽ có cái ngôi sao giống như là các tham số yêu cầu. Thế còn trong quá trình mà làm thì chúng ta có thể thực hiện cái phép can thiệp trực tiếp như sau: cứ vẽ ra ngôi sao đi, tương đối hài lòng về mặt kích thước rồi thì các bạn có thể nhấn phím thì ạ, nhấn phím mũi tên lên hay xuống để các bạn gia giảm các cái số lượng cánh của ngôi sao. Đây, minimum thì nó cho về cái dạng tam giác như thế này, có thể thành sao 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh, vân vân. Các bạn nhấp chuột thì các bạn có thể là tăng hay giảm cái này. Thế còn cái radius thì nó sẽ giúp chúng ta là như thế này. Chẳng hạn như là các bạn tăng hay giảm cái này. Bây giờ đang là 18, rồi giảm nó xuống thành 13 chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cái hình như thế nào? Nó thắt sâu ở trong. Sao này sẽ trở nên gầy. Đó. Còn nếu như mà tôi tăng cái này lên 25 chẳng hạn, lớn hơn con số mặc định vừa rồi, thì chúng ta sẽ có hình ngôi sao mập. Từ cái điểm thấp này nó lại sẽ chạy ra ngoài, sao nó sẽ mập hơn. Thì đấy là một vài tham số để chúng ta làm việc với lại ngôi sao. Cuối cùng thì chúng ta có một cái công cụ tương đối là đặc biệt, nó không phải là một cái hình vẽ hình học đơn thuần giống như những cái công cụ phía trên mà chúng ta vừa trao đổi. Đó là cái công cụ để vẽ ra một cái chùm tia sáng. À, thường thường thì chúng ta sẽ thấy thường thì chúng ta sẽ thấy cái ống kính. Đó, ống kính có thể là ống kính máy ảnh, có thể là ống kính máy quay. Khi mà chúng ta chụp hoặc quay ở một cái trạng thái là bị ngược chiều sáng thì nó sẽ có cái hiệu ứng là bắt sáng vào trong cái ống kính và nó tạo ra một cái tia sáng lóe lên ở trong cái ảnh chụp hoặc là trong cái cảnh quay. Và đây là cái công cụ để giúp tạo ra cái chùm tia sáng như vậy. Thao tác của chúng ta khi mà làm thì chúng ta sẽ làm trực quan như sau: bấm vào công cụ, sau đó thì các bạn đưa vào trong màn hình, nhấp giữ chuột và kéo thì chúng ta sẽ tạo ra cái chùm tia sáng đầu tiên, có thể to có thể nhỏ thì tùy các bạn. Sau khi mà các bạn làm xong đến đây thì các bạn nhả chuột ra thì chúng ta có chùm tia sáng đầu tiên. Sau khi mà chúng ta vẽ xong cái này thì các bạn nhả chuột và các bạn có thể di nó sang vị trí mới, trái phải trên dưới xa hay gần so với cái hình vừa vẽ thì tùy ý chúng ta. Sau đó thì bằng cách nhấp chuột chúng ta kéo thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện thêm một cái tia nối từ cái điểm lóe vừa rồi với lại cái đầu chuột của chúng ta. Bằng cách là di chuyển chuột như thế này chúng ta có thể điều khiển hướng cũng như là độ gần xa của cái tia sáng lóe này, và nhả chuột ra thì chúng ta sẽ có đầy đủ một cái tia sáng do công cụ cung cấp. Cũng với cách vẽ nhập tham số thì chúng ta sẽ có thao tác như thế này: nhấp chuột đừng vẽ thì nó sẽ lặp lại
cái chùm tia sáng gần nhất mà chương trình vừa vẽ ra. Sau đó thì nó cung cấp cho chúng ta một cái bảng rất là chi tiết với lại nhiều các cái trường tham số khác nhau, và bằng cách thay đổi các tham số này thì chúng ta sẽ làm thay đổi cái chùm tia sáng. Ví dụ đơn giản nhất chúng ta có thể làm đó là direction. Đấy, ví dụ tôi xoay cái chùm tia sáng đi bằng cái sơ đồ này thì tôi xoay đến đâu thì cái chùm sáng nó sẽ đổi hướng chiếu sáng như thế. Tất nhiên với điều kiện là các bạn đang phải đánh dấu vào cái ô preview này thì xoay tham số đến đâu thì nó sẽ cập nhật ngay lập tức cho cái đối tượng của chúng ta xoay theo đến đó. Hoặc là ví dụ như là cái ray này chẳng hạn. Đấy, number này đang là 15, mặc định của chương trình nếu như tôi tăng lên thành 30 chẳng hạn. Đó. Thì nó sẽ tăng dày hơn các cái tia ở đây. Đấy. Mọi thứ thì đều rất là trực quan. Sau khi mà các bạn thay đổi một cái tham số nào đó, ví dụ như là opacity để làm điều khiển về độ trong đục của các cái phần màu này, đúng không? Hay là đấy, number of bright này, đấy, hoặc là direction này, đấy, hoặc là cái một số các cái trường khác, thì các bạn có thể là sẽ thấy ngay lập tức là nó thay đổi như thế nào. Đấy. Tất nhiên cái này thì để mà nhìn thấy nó thì thường là phải chúng ta phải đặt nó trên một cái nền tương đối đã sẫm một chút thì chúng ta mới thấy rõ được cái hiệu ứng này. Thế thì như vừa rồi là chúng ta đã làm quen nhanh với lại cái nhóm công cụ đầu tiên là các nhóm công cụ vẽ hình cơ bản, và có một cái tương đối đặc biệt là cái tia sáng lóe lên ở máy ảnh hay máy quay khi chụp ngược sáng. Thì đấy là những cái công cụ rất là cơ bản để chúng ta có thể tạo những cái hình đầu tiên ở trong Illustrator. Thế ngoài những cái hình cơ bản thì chúng ta còn có thêm một số các cái công cụ vẽ đường như sau. Công cụ này thì nó nằm thành nhóm ở đây. Chúng ta sẽ có 5 cái. Lần lượt có tên là Line Shapeman, Arc Tool, Spira, Rectangular Guide Tool và Polar Guide Tool, thì giúp chúng ta vẽ ra những cái dạng đường hoặc là đường lưới. Đầu tiên là công cụ Line Shapeman. Line Shapeman thì nó giúp cho chúng ta vẽ ra các cái đoạn thẳng thôi. Đoạn thẳng thì thao tác rất là đơn giản. Chúng ta làm trực quan hoặc là chúng ta sẽ cũng nhập số. Trực quan thì các bạn cứ nhấp chuột mà kéo thế thôi. Dài ngắn, trái phải, thẳng hay ngang là do tay các bạn. Cứ quan sát cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng thì buông chuột ra, các bạn sẽ có một line shapeman, một cái phần đoạn thẳng như thế này. Thao tác thì nó vô cùng đơn giản như vậy thôi. Thế còn các bạn muốn vẽ theo kiểu nhập số thì các bạn cũng lại làm giống như cái hình các bạn thôi, đúng không? Nhập chuột, điền các tham số về độ dài cũng như là về góc, sau đó thì các bạn nhập OK, nó sẽ vẽ ra theo tham số mà chúng ta yêu cầu. Đường thẳng thì nó rất là dễ vì là nó đơn giản. Tuy nhiên đường cong thì nó phức tạp hơn một chút như thế này. Đối với công cụ Arc Tool thì chúng ta sẽ có cái cách vẽ như sau. Vẽ trực tiếp thì chúng ta sẽ nhấp chuột. Sau khi nhấp chuột thì chúng ta sẽ xác nhận được cái điểm đầu tiên của đoạn cong và đừng nhả chuột ra. Các bạn cứ tiếp tục di chuột tiếp thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường cong nó sẽ như thế nào thông qua cái đường màu xanh này. Nó có thể là quay sang trái, quay sang phải, quay xuống dưới hay là quay sang trái, phía dưới, đúng không? Nó có thể dài, nó có thể ngắn, đúng không? Nó có thể cong nhiều, nó có thể cong ít. Mọi thứ thì chúng ta nhìn rất trực quan trong cái quá trình mà chúng ta kéo cái chuột như thế này. Khi nào cảm thấy hài lòng về cái đoạn cong rồi thì nhả chuột ra thì các bạn sẽ có cái đoạn cong. Đối với cái phương pháp mà vẽ bằng cách nhấp chuột thì nó sẽ có nhiều thứ can thiệp hơn. Ví dụ như là cũng chúng ta có các tham số như là tọa độ X này, tọa độ Y này, kiểu là đường cong mở hay là đường cong khép kín. Rồi thì các cái chiều của nó. Đây ví dụ chúng ta xem. Thứ nhất là cái chip này, cái kiểu loại thì chúng ta có hai dạng là đường hở hay đường kín. Vừa rồi chúng ta làm mặc định nó là đường hở. Đấy, còn nếu chúng ta làm đường kín thì sao? Làm đường kín thì nó sẽ tự động khép kín giữa điểm đầu và điểm cuối của đoạn cong chúng ta vừa vẽ bằng hai cái đoạn thẳng như thế này để tạo thành một cái đối tượng có tính chất là khép kín. Thế còn nếu mà chúng ta bỏ cái này đi, đó, chúng ta chọn lại open
Thế thì chúng ta vẽ là nó chỉ là một đường cong hở thế này thôi. Một số tham số chúng ta có thể thử nghiệm xem. Dài, rộng này thì thôi nhé, đúng không? Đây, ví dụ x, y. Thì các bạn thấy là nó sẽ đảo chiều, đúng không? Cong theo như thế nào? Trước là cong lên trên, đúng không? Bây giờ là cong xuống dưới. Rồi chúng ta đảo cái tham số. Rồi thêm một cái là slope này. Thì bây giờ chúng ta có thể là kéo thử cái này. Đấy. Thực ra thì đối với các cái đường này thì cái giá trị của nó trong cái công việc thực tế thì thực sự là nó không có cao lắm. Đường thẳng thì đơn giản rồi, chúng ta dùng thì dùng đường thẳng vẽ bằng cái gì cũng được, nhưng mà đối với đường cong thì cái công cụ này thực ra thì nói cho nó vui thôi, tại vì đường cong thực sự thì nó phức tạp hơn rất là nhiều, và chúng ta cần đường cong nào thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ khác, công cụ pen để chúng ta vẽ ra, thì lúc đấy nó mới thực sự là giải quyết được cái nhu cầu chúng ta cong đến như thế nào, lượn như thế nào. Chứ còn một đường cong như thế này thì quá đơn giản, rất rất ít khi mà chúng ta sử dụng đến cái công cụ này để chúng ta thiết kế. Nhưng có một đường thì chúng ta lại có thể sử dụng, đó là cái spiral tool. Spiral tool này là giúp chúng ta tạo ra những cái hình xoắn ốc. Chúng ta có thể thao tác trực tiếp như sau: nhấp giữ chuột và vẽ ra. Đây sẽ là cái đường xoắn ốc mà Illustrator cung cấp cho chúng ta. Đấy, muốn xoay lên, xoay xuống, muốn to, muốn nhỏ, chúng ta có thể làm thực tế, kéo thẳng chuột và chúng ta nhận kết quả như sau. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta vẽ bằng cách là nhấp chuột thì chúng ta sẽ gia giảm các tham số như sau. Bảng thoại cho phép chúng ta thiết lập một số thứ. Radius là cái độ lớn của cái đường xoắn ốc. Decay và shapement là một số tham số liên quan tới cái đường xoắn ốc mà chúng ta sẽ vẽ. Đầu tiên là decay. Decay này thì tôi sẽ gia giảm thử cho các bạn coi. Đó. Hiện tại đang mặc định của chương trình nó để cho chúng ta là 80%. Nếu tôi để 100% thì nó sẽ thành cái gì? 100% thì chúng ta có hình tròn. Đấy. Thế còn giảm cái tham số đi thì bắt đầu nó xoắn vào bên trong, nó trở thành hình xoắn ốc. Thế nhưng mà tỷ lệ vàng, tỷ lệ đẹp thì là đúng như là chúng ta vừa mới dùng mặc định đó, đó là 80%. To hơn thì cũng xấu, mà bé hơn cái tham số đó thì cũng xấu. Ví dụ như thế này, trông nó hơi bị thô đó, hơi bị tròn quá. Còn các tham số mà bé hơn thì sao? Ví dụ cho 50 hay 70 đi. Đấy, thì lúc này cái xoắn của chúng ta trông nó lại hơi bị dãi ra quá. Tham số 80 là tham số đẹp nhất và Corel nó Illustrator để sẵn mặc định cho chúng ta là 80%. Thế đấy là cái tham số ở phần decay. Đây tôi giả lại nó về 80 là cái tham số tỷ lệ vàng đi. Thế còn shapement là cái gì? Shapement là cái phân đoạn. Phân đoạn thì nó tính như thế nào? Phân đoạn là tính là một đoạn gồm có hai điểm bắt đầu và cuối, thì đây nó gọi là một shapement, một phân đoạn. Thì cái hình này nó đang được vẽ ra bằng 10 đoạn. Đây chúng ta có thể đếm luôn. Một đoạn này, hai đoạn này, ba này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là đường xoắn ốc này được bởi cái sự gắn kết giữa 10 cái đoạn cong nhỏ để tạo thành một cái đường xoắn ốc lớn. Thế thì thao tác trong lúc mà chúng ta vẽ thì chúng ta có thể làm những cái gì? Đây, còn một tham số nữa đó là cái chiều, đúng không? Xoay trái, xoay phải, úp hay ngược, vân, thì chúng ta có thể chọn ở đây để chúng ta vẽ. Nhưng thực ra nếu mà chúng ta mà vẽ bằng tay kéo trực quan thì có thể là tự lật tự xoay ngay trong cái lúc mà chúng ta tạo ra. Thế còn vừa vẽ mà vừa điều chỉnh thì có được hay không? Được, và chúng ta sẽ điều chỉnh như sau. Đây, chọn hình, vẽ đi. Và chúng ta sẽ sử dụng cái phím
lên hay xuống. Phím lên là chúng ta sẽ tăng thêm các cái line segment. Đó, các segment, các phân đoạn. Thì chúng ta càng tăng thì nó càng có nhiều cái độ xoắn cao hơn. Còn nếu như mà chúng ta ấn giảm bằng cách mũi tên xuống dưới thì đây, các segment mất dần, mất dần, mất dần, mất dần, mất dần. Đây. Tăng. Và hình của chúng ta sẽ xoắn dần vào trong. Thì đấy là cái thao tác để mà chúng ta vừa vẽ và chúng ta điều chỉnh luôn cái độ xoắn của cái hình xoắn ốc này. Thế còn cuối cùng thì chúng ta có hai cái hình như sau. Rectangular Guide Tool. Cái này thì giúp cho các bạn có thể vẽ ra một cái hệ thống lưới theo kiểu hình chữ nhật. Thế còn cái cuối là gì? Polar Guide Tool giúp cho chúng ta vẽ ra những cái hệ lưới mà theo hình tròn và có cả cái đường phân nhánh như thế này. Thế thì nó có thể vẽ trực tiếp hoặc là có thể gia giảm tham số. Gia giảm tham số thì nó làm hai cái phương pháp như sau. Kích thước. Đó. Trong đó chiều dài, chiều rộng, đấy là kích thước tổng, đúng không? Horizontal divide thì nó sẽ cho phép chúng ta là thiết lập là bao nhiêu cái đường ngang, bao nhiêu đường dọc. Đấy, chúng ta có hai trường là horizontal divide và vertical divide. Và cái phần skew này thì mặc định nó đang để cái trạng thái cân bằng là 0%. Do đó tất cả các cái lưới mà dù là vẽ ngang hay vẽ dọc thì nó sẽ chia đều ở trong cái phạm vi mà chúng ta đang vẽ đây. Còn nếu như mà chúng ta gia giảm tham số này thì cái mà chúng ta nhận được đó là gì ạ? Cách phân chia giữa các hàng này nó không đều nhau, sẽ có hàng lớn, có hàng bé và nó dồn các cái tỷ lệ nó khác nhau theo cái tham số mà chúng ta đã điền ở đây trong cái trường này. Đấy, để 0% thì nó đều. Thằng này cũng thế, nếu mà chúng ta kéo về một đầu nào đó right hay left thì nó sẽ dồn về nhiều về phía trái hoặc là dồn nhiều về phía phải, và nó chia các khoảng cách thì không đều nhau nữa. Tuy nhiên là khi mà vẽ thì chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Các bạn có thể vẽ trực quan. Lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng tới cái sự hỗ trợ của phím lên xuống như thế này. Các bạn cứ vẽ ra đến đây. Từ từ để giả lại cái tham số. Đây. Khi mà tôi vẽ, tôi có thể tăng thêm hay là giảm như thế này. Mũi tên lên này thì là chúng ta thêm hàng này. Mũi tên xuống này thì chúng ta giảm hàng này. Đây là gì đây ạ? 4 hàng này, xuống là 3 hàng, 2 hàng và có thể thành 1 hàng. Thế còn trái phải sẽ giúp các bạn tăng thêm số lượng cột hoặc là giảm số lượng cột. Và tất nhiên là đi đến kết cục cuối cùng thì chúng ta có thể trả về là một hình chữ nhật như thế này. Không hàng không cột nào cả, đó, chỉ có một ô duy nhất. Đấy. Tăng 2 hàng, tăng 3 hàng, tăng 2 cột, tăng 3 cột. Đấy, thì chúng ta có thể là ra giảm bằng cách là sử dụng phím như thế. Cũng tương tự như vậy, nếu như các bạn làm việc với lại cái Polar Guide thì khi mà các bạn vẽ thì các bạn có thể là sử dụng cái phím mũi tên sang phải hoặc sang trái. Sang phải này là chúng ta tăng thêm các cái múi chia cái hình tròn này ra. Đó. Còn nếu mà chúng ta bấm sang trái thì chúng ta giảm dần 6 này, 5 này, 4 này, 3, 2 không có cái nào. Đó, không chia ra nữa. Thế còn cái phím mà lên hay xuống là tăng số lượng vòng tròn đồng tâm. Lên là tăng, xuống là giảm. Và tất nhiên nếu như mà chúng ta cứ bấm xuống dưới và bấm sang trái thì nó sẽ trả cho chúng ta về cái dạng là gì đây? Một hình tròn thôi, không chia lưới, không chia hàng, không chia múi ra nữa. Thế đấy là một vài thao tác cơ bản đầu tiên chúng ta làm quen với lại mấy cái hình học cơ bản và các cái đường cơ bản ở trong Illustrator.
Như vậy thì cũng các thao tác thì nó cũng tương đối là đơn giản. Đấy, chúng ta nhớ là có hai cách vẽ, một là vẽ trực quan, hai là vẽ bằng cách nhập tham số sau khi mà chúng ta kích chuột vào một cái điểm trống ở trên màn hình, và khi điện thoại mở ra thì chúng ta có thể là gia giảm các tham số để chúng ta điều chỉnh, hoặc nếu chúng ta làm việc trực tiếp ở trên màn hình ấy, thì chúng ta thường là sẽ sử dụng các cái phím mũi tên lên xuống hoặc đôi trường hợp là cả trái phải để chúng ta gia giảm tham số, chúng ta thay đổi cái hình vẽ trong cái quá trình mà chúng ta đang thao tác mà không cần gọi điện thoại ra nữa. Thì bây giờ các bạn là làm quen nhanh với cái công cụ đấy trong vòng 1-2 phút, nếu mà có cái gì thắc mắc thì chúng ta sẽ trao đổi, còn nếu không thì sau cái này chúng ta sẽ nói tiếp sang cái vấn đề tiếp theo.